Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube Tờ Nhật TV hàng Nhật chính hãng. Em là Cảnh. Hôm nay cái video này khá là ngắn thôi nhưng mà em cũng giới thiệu được một số cái sản phẩm rất là đẹp ở đây. Ví dụ trước mắt quý vị anh chị là cái loa Bose 802 Series 3 anh chị nhé. Thường chúng ta gặp là 802 trơn hoặc là Series 2 thôi, nhưng mà đây có cái Series 3 sản xuất ở Mexico, đang có bảo hành 3 tháng tại Nhật và còn nguyên cả cái hộp của cái loa này luôn anh chị nhé. Cái hộp nhựa để đậy cái căng anh chị. Đây, Mexico. Hình thức ngoại quan rất là đẹp rồi. Tất nhiên là nhìn qua cái căng này chúng ta cũng thấy được cái phần nội thất bên trong của các cái bát loa thì còn rất là ok đúng không ạ? Anh chị nào mà quan tâm đến cái loa đó thì có thể là nhắn tin cho em báo giá cho anh chị. Còn đây là có hai cái cặp mic Audio Technica của Nhật Bản. Cái này là mic không dây anh chị nhé. Nó kèm theo pin, kèm theo pin sạc luôn đúng không ạ? Pin thì là pin made in Japan. Và những cái mic rồi là những cái bộ sạc này kia cũng là made in Japan anh chị nhé. Thường ở Việt Nam ấy thì cái pin là của Trung Quốc anh chị ạ. Nhưng mà cái pin này cũng là made in Japan luôn. Cái bộ mic rất rất ok anh chị nhé. Đấy, có hai cặp luôn, anh chị nào mà quan tâm đến thì em sẽ gửi về Việt Nam cho anh chị. CR701 của Audio Technica khá là đẹp đúng không ạ? Đấy, đây là một bộ khác đây ạ. Đây em quay cho anh chị nhìn cái pin ở bên trong, made in Japan này đây ạ. Đấy, pin của Trung Quốc thì nó nhanh bị hết cái điện ở bên trong, nhưng mà pin của Nhật thì nó khá là bền. Chúng ta sạc thì có thể dùng được 2-3 tiếng gì đó đúng không ạ? Theo em nghĩ là như thế, ít nhất thì chắc cũng phải tầm khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng. Ok, tiếp theo là em quay đến đồng hồ. Hôm nay em có cái đồng hồ Orient Star mặt hè. Cái này là cái màu xanh lục bảo anh chị nhé. Cái này ở Việt Nam thì em không rõ là giá bao nhiêu, nhưng mà cái này em bán về Việt Nam cho anh chị là 14.500.000 về tận tay anh chị. Thì có thể là tùy từng thời điểm, nhưng mà hiện tại thì cái giá của nó là như thế. Rất đẹp đúng không ạ? Orient Star mặt hè, kính sapphire không xước. Lát nữa thì sẽ có cả những cái đồng hồ của Đức nữa anh chị nhé. Đồng hồ của Đức qua sử dụng. Còn đây là đồng hồ mới 100%. Rất đẹp. Cái hàng Orient Star mặt hè này thì là cái số lượng của nó cũng không có nhiều, bởi vì vừa rồi em có đặt đấy thì là hết hàng anh chị ạ, phải sau khoảng một tuần họ mới báo cho em là lại có hàng. Đấy, mặc dù là một cái siêu thị big camera rất là lớn ở Nhật nhưng mà cũng không thường xuyên có cái hàng này đâu anh chị ạ. Nhìn rất là đẹp. Cái này thì nó thường là có khoảng 3-4 màu, màu nâu này, màu đen này và cái màu xanh này. Nhìn rất là bắt mắt, em thích nhất là cái màu này và anh chị ở Việt Nam cũng thích đúng không ạ? Đây, các cái thông số ở phía sau của cái đồng hồ. Tiếp theo em sẽ quay đến cái đồng hồ gọi là gì nhỉ? Eco Dry. Đây, cái này là Citizen Eco Dry. Thì cái này cũng kính sapphire luôn anh chị ạ. Nhìn cái mặt rất là đơn giản thôi. Đấy, như cái này thì em bán với Việt Nam là 4.500.000 đồng anh chị nhé. Cũng là hàng mới 100%. Cái dòng Eco Dry này thì là chúng ta không phải thay pin hay là sạc pin hay này kia, mà nó hút cái ánh sáng tự nhiên này, rồi ánh sáng đèn điện vân vân, nó đều có thể chuyển đổi từ ánh sáng thành pin để nó hoạt động. Còn đây là một cái đồng hồ Zeppelin của Đức. Cái này rất là đẹp luôn. Của Đức thì em bán rất là nhiều cái đồng hồ kiểu như thế này rồi. Cái này đẹp gần như mới luôn. Có đầy đủ cả hộp rồi giấy tờ vân vân. Rất đẹp. Đây em quay cả dây ra cho anh chị nhìn. Nó còn khá là đẹp đúng không ạ? Đấy. Nhìn sau lưng của nó vẫn rất là sáng bóng lắm. Nghĩa là em nghĩ là cái này cái người sử dụng cũ họ có lẽ là dùng không đáng kể. Có khi còn chưa dùng ấy, vì em thấy cái dây vẫn còn rất là sáng. Còn đây là một cái đồng hồ mặt trăng mặt trời của Thụy Sĩ này. Cái này cũng là máy pin của Thụy Sĩ, cũng rất là đẹp anh chị ạ. Giá rẻ lắm, rẻ vô cùng luôn.
Đây, phía sau đây nó còn nguyên cả cái siêu ở phía sau, tức là chưa xài đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp. Đây có một cái đồng hồ của Nationale, cái này là cổ rồi. Cái này là đồng hồ kiểu gì nhỉ? Cái này lên cơ cót anh chị nhá. Cái này nó còn có cả bóng điện nữa thì không biết là cái này để làm cái gì? Cooking time. Cái này không biết là đồng hồ để làm gì, nhưng mà đại loại là có kim giờ, kim phút, kim giây chạy hoạt động bình thường. Nhưng mà chỗ này cắm điện để dùng để hoạt động cái bộ phận nào của cái đồng hồ này thì em không rõ. Nhưng mà cái này là máy cơ anh chị nhá. Cooking time chẳng nhẽ để hẹn giờ nấu cơm này kia. Em không rõ cái này lắm. Đấy, rất là đáng yêu cái đồng hồ đấy. Còn đây là hai cái lọ hoa cũng rất là đẹp. Hoa văn rồi màu men kiểu cổ này. Cái này khá là to. Và cái hình thù thì cũng rất là lạ. Đây, cái đáy của nó là mộc này. Con dấu đúng không ạ? Đây, tiếp theo là một cái lọ hoa có những cái bông hoa rất là to. Cho anh chị nào chưa biết thì em bán ở Việt Nam những cái mặt hàng kiểu kiểu như thế này anh chị nhá. Đồng hồ đeo tay, audio, ví, hàng hiệu, rồi là nước hoa vân vân. Rồi, em cảm ơn quý vị đã xem cái video ngắn của em. Em xin phép được dừng video ở đây.